Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel, mình là Mika đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một video đánh giá chi tiết về một dòng laptop mới của Dell. Thực ra ấy, nó mới ở đây là hình thức mới 100%, nguyên siêu các bạn nhé, chưa bóc hộp cái thứ này kia. Khi mà các bạn mua tại DVC thì sẽ có một cái hình thức máy như thế. Tuy nhiên thì cái chiếc máy này đã được ra mắt từ năm 2021 rồi, nên là bây giờ được xem như là chiếc máy thuộc thế hệ đời trước. Nhưng mà rõ ràng thì ở thời điểm hiện tại cái giá trị của nó vẫn còn là rất tốt các bạn ơi, tại vì nó chỉ ra mắt cách đây có 1 năm thôi mà. Giá trị sử dụng của một cái chiếc laptop trung bình nó sẽ dao động tầm khoảng từ 3 đến 4 năm. Đấy là chưa kể đối với lại những thiết bị đến từ Dell các bạn nhé, thì nó còn lâu hơn nữa. Đó, và rõ ràng thì trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một mẫu laptop nó cũng cực kỳ bền như thế, với cái form thiết kế nó sang trọng hơn. Đây, nhìn thấy mặt lưng nó màu bạc như thế này thì trông nó sẽ rất là giống với lại MacBook luôn không nè. Đó, sáng bóng luôn. Thì cái chiếc máy này sẽ có tên đó chính là Dell Inspiron 5510. Một trong những chiếc máy mà mình rất là thích tại vì nó có một cái form thiết kế sang trọng, đi kèm với đó là viền màn hình của nó cũng vô cùng mỏng. Đây là một điểm mà nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm tốt hơn về mặt chất lượng hiển thị. Và cái thứ hai đó chính là về mặt kích thước tổng thể. Với một cái viền mỏng như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta là tối ưu được cái phần kích thước này. Con này nói là 15.6 inch nhưng mà có thể là được xem như khoảng bằng những con 14 inch vào 3-4 năm về trước chẳng hạn. Và đi kèm với đó là chúng ta sẽ còn có là một cái trọng lượng khoảng 1,6kg thì nó là một cái trọng lượng mà nhìn chung nó sẽ phù hợp với lại những bạn nam nhiều hơn, hoặc là những bạn nữ mà kiểu cơ bắp một tí thì vẫn có thể sử dụng được. Nhìn chung thì với một cái kích thước như thế, với một cái trọng lượng như thế thì nó sẽ phù hợp với những bạn nam hơn. Còn những bạn nữ sử dụng thì cũng chả sao cả. Đấy, những bạn nữ thì mình nghĩ rằng là để mà phù hợp nhất thì thường là sẽ là dùng 13 hoặc là 14 inch thôi. Nhưng mà nói gì nói, người yêu mình cũng đang dùng một con MacBook 16 inch cơ mà. Nên là điều này nó cũng sẽ không có quyết định được rằng là ai sẽ là người phù hợp để sử dụng cái chiếc laptop này. Ok, đi kèm với đó là chúng ta sẽ còn có là một cái màn hình Full HD này. Độ sáng thì sẽ dao động tầm khoảng 300 nits. Thì với một cái chiếc máy được xem như là văn phòng tầm trung của Dell thì nó nằm ở cái thông số hợp lý rồi. Và nếu như con này mà mang ra ngoài trời sử dụng thì nó sẽ hơi bị khó nhìn một tí, chứ nó sẽ không bị lóa đâu các bạn nhé. Vì đây là màn hình chống lóa mà, tấm nền IPS Full HD rất là sắc nét chi tiết. Tấm nền của Dell thì từ trước giờ là mình chưa chê được về cái khoản nào cả. Kể cả là khi mà nó xuống những cái phần phân khúc thấp hơn ấy, thì chất lượng tấm nền của Dell nó luôn luôn cho ra là một cái trải nghiệm mình rất là hài lòng ở trong cái phân khúc giá. Đó là cái giá trị sử dụng, cái giá trị bền bỉ và cái giá trị trường tồn mà Dell đã làm rất tốt, giúp cho cái thương hiệu Dell mỗi khi được nhắc đến là chỉ có những cái đó nó hiện ngay trong đầu người dùng Việt Nam thôi. Và nó chưa bao giờ là sai cả. Đấy, cho nên là các bạn sẽ cứ hoàn toàn yên tâm về cái giá trị sử dụng của một sản phẩm đến từ Dell đi. Tiếp đến sẽ là về phần hiệu năng. Đây là một điểm mình vô cùng thích tại vì nó đã sử dụng cái con chip thế hệ 11 rồi. Intel thế hệ 11 thì với cái dòng chip này nó sẽ có thêm một cái con card onboard thôi. Nhưng mà nó sẽ là một cái card mới Iris C. Thì nhìn chung nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm về mặt chơi game này, về mặt đồ họa 2D, làm đồ họa 2D nó vẫn rất là mượt mà các bạn nhé. Như là Photoshop, kể cả là dựng video cái thứ này kia thì nhìn chung nó vẫn là ok. Và các bạn lưu ý nhé, thì khi một cái ứng dụng như là Premiere này, rồi là Photoshop này, nó chạy thì quan trọng là nó phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của cái CPU chứ không phải là GPU. GPU thì thực chất nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta có thể là render nhanh hơn thôi, chứ còn về mặt cơ bản là nó gần như nó không hỗ trợ gì trong quá trình chúng ta dựng mượt mà hay như thế nào đó. Thì với thế hệ chip 11 này, các bạn yên tâm rằng là dựng Premiere vẫn là ngon trên một cái con máy như thế, mức giá tầm khoảng là 19 triệu mới 100% nguyên siêu như thế này. Và chưa kể là option RAM của nó sẽ có là 8GB và SSD sẽ là 256GB. Những bạn nào mà thấy rằng là đây là một cái bộ nhớ nó chưa thật sự là thỏa mãn mình thì có thể nâng lên phiên bản 512GB là điều rất là bình thường. Đó, với mức cấu hình này thì hoàn toàn hợp lý. Nhiều bạn thấy một số máy được trang bị RAM 8GB ấy, thì có một cái vấn đề đó chính là RAM 8GB thì đòi đa nhiệm cái gì, bây giờ lướt chờ ROM một tí thôi là nó đã tràn RAM rồi. Không phải đâu các bạn nhé, nó cũng phải tùy thuộc vào cấu hình nữa. Tức là mình phải set up làm sao đó cho cái mặt thông số nó hợp lý với lại cái phần cấu hình, chứ trong kiểu là gọi là đầu to đuôi bé thì nó buồn cười lắm, kiểu đại loại nó là như thế. Cho nên là đấy là điều mà mình khuyên các bạn là nên cân nhắc để làm sao mà chọn cái thông số nó phù hợp nhất về mặt cấu hình. Còn đối với là em này thì lên 16GB rất là thoải mái, không có vấn đề gì để chê cả.
Và còn về phần bàn phím thì em này nó cũng có cho chúng ta là một cái bàn phím thế hệ mới. Tức là hành trình phím nó đã được rút ngắn đi, và cái cảm giác gõ phím trên con này thì nó êm, nó không phát ra tiếng động. Nhưng mà mình lại không thích lắm, tại vì nó đã rút ngắn cái hành trình rồi mà cái tiếng của nó cũng bị cắt giảm đi, nó bị giảm đi, cho nên là mình cảm nhận được cái sự phản hồi khi mà mình gõ phím nó rất là ít. Điều này thì mình không đánh giá cao lắm về mặt bàn phím của con này. Còn về phần touchpad thì kích thước lớn và mượt mà, không có gì để chê cả, ngon các bạn nhé. Loa của em này thì cũng có âm lượng rất lớn này, tức là tùy vào không gian nữa, và mình thấy rằng là với cái diện tích là khoảng dưới 20m² thì các bạn có thể là sử dụng cái em loa này làm như là một cái loa di động bình thường luôn, phát nhạc cái thứ này kia trong phòng là nghe rất là to, rất là đã. Chắc âm các thứ này kia, âm trường thì nó đều được đảm bảo. Nhưng mà khi mà các bạn đến một cái môi trường nó lớn hơn, như là ví dụ phòng có kích thước là từ 30-40m² ấy, thì nó sẽ là một cái điều hoàn toàn khác. Thì đây cũng là một điểm các bạn cần phải lưu ý. Rồi, các cổng kết nối của em này thì vẫn được duy trì rất là đầy đủ các bạn nhé. Từ HDMI, USB Type A thì nó sẽ đầy đủ cả. Thì điều này nó sẽ giúp cho chúng ta là có thể kết nối với lại những cái thiết bị ngoại vi khác. Cuối cùng là về phần pin của em này. Em này sẽ có cho chúng ta là một cái thời gian sử dụng pin nhìn chung là khá ấn tượng, khoảng là từ 6-7 giờ. Và nếu như các bạn sử dụng những cái tác vụ mà nặng ấy, thì cứ cắm sạc mà dùng. Bây giờ thì mình thấy rằng là có rất nhiều cái bài viết, có rất nhiều các cái hãng mà kiểu họ khuyến khích rằng là ok, bây giờ mày muốn dùng hiệu năng cao thì mày cứ cắm sạc vào. Chứ còn không thì khi mà các bạn dùng hiệu năng cao ấy thì nó sẽ rất là nóng, và nó nóng đồng nghĩa với việc là pin nó cũng sẽ xuống rất là nhanh. Điều này nó sẽ khiến cho hiệu năng của cái chiếc máy không được đảm bảo. Thì cứ cắm sạc vào, điện nó cứ nạp vào 100% như thế thì nó mới đảm bảo duy trì được một cái mức hiệu năng ổn định. Mua về thì máy chủ yếu tất nhiên là mình cũng phải giữ gìn chứ, đúng không nào? Nhưng mà phải hiểu một cái mục đích, đó chính là nó cũng phục vụ cho mình, nó là cái thứ để nó sinh ra tiền, nó sinh ra kiến thức cho mình, nên là thành ra là cũng không phải là quá sợ về cái khoản pin đâu. Pin là một cái thành phần mà có thể thay thế được đó, và nó là cái thành phần mà dễ hao mòn nhất, nên là các bạn hãy thoải mái trong suy nghĩ đi đó. Ok, và đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Sắp tới thì mình sẽ có một video test hiệu năng về em này để cho các bạn xem nhé. Ok, còn bây giờ thầy xin chào và hẹn gặp lại.